Nghiên Bối ghê lắm á. Bối ơi nè, mới bước con lên Sài Gòn con điện về bà ngoại nghe. Điện về ngoại nghe, tức nó còn nhớ ngoại nghe. Không không quên luôn. Điện về bà ngoại nghe. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ ngoại nhớ không? Nhớ không? Nhớ nói bà ngoại nghe coi. Nhớ không? Nhớ không? Ghê lắm á. Nói ngoại nghe coi. Nói ngoại nghe coi. Cười. Ừ, con nhớ ngoại không? Nhớ ngoại không? Ở dưới này 4 tháng rồi, đi tình phố nhớ ngoại không? Nhớ không? Nhớ không? Nói nhớ đi. Gọi lai chim ngoại nghe. Gọi ngoại nghe. Gọi lai chim nghe. Gọi ngoại nghe. Nghe. Dạ, dạ đi. Dạ, dạ đi. Nghe. Dạ. Cái chiều có vô mùng mới vắng bối buồn. Buồn. Ừ. Ừ. Thay trải em chưa? Có tối thay. Rồi, thay nãy trước khi uống rồi. Con không có con bói là nhà này hiu quạnh luôn á. Bình thường không sao, tự nhiên có rồi đi là hiu quạnh lắm á. Thấy không? Nhà im le cả ngày không có nghe tiếng khóc. Không có nghe tiếng khóc gì, im ru luôn á. Buồn lắm á. Qua Tết lũ ngoại lên tản chơi.